Lửa chiên không dầu Aqua Gold dung tích 12 lít, công suất 1.800W. Hôm nay ngày 13 tháng 1 năm 2021, gửi về cho chị Mai Cẩm Anh, địa chỉ 746 khu 10 phường Cửa Ông, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh. Và chiếc nồi chiên không dầu Aqua Gold 12 lít hàng chính hãng này, nhà em bảo hành cho chị chính hãng 12 tháng, đối đạt xuất đổi trả trong 7 ngày. Thì chị kết bạn Zalo 0972802081, em sẽ tư vấn là bảo hành trên Zalo cho mình. Nhưng thông lệ, hàng em trước khi gửi đi thì đều có kiểm tra phụ kiện và kiểm tra chức năng để tránh việc lỗi sản xuất gửi đi gửi lại. Phụ kiện của nồi chiên không dầu Aqua Gold gồm có một lồng chiên quay Elox 304 sử dụng để rang nạc, đổ bỏng, chiên khoai, các loại hạt ngũ cốc, vân vân. Một vỉ chiên cũng Elox 304. Một tay dụng cụ lấy đồ. Một chai xịt dầu. Chai xịt dầu thủy tinh cao cấp. Chị về thì cho dầu ăn vào, mình có thể dùng rán đậu, rán cá, rán nem, rán chả. Một hộp đũa mạ vàng Kodia 10 đôi 20 chiếc. Tiếp theo là khay hứng dầu. Một bộ trục xiên thịt nướng rau củ quả. Thì bộ trục này sẽ gồm có 10 thanh xiên để lắp kèm, gồm 2 vỉ Elox lắp kèm với 10 thanh xiên dùng để quay thịt rau củ quả. Một bộ trục quay gà vịt nguyên con sẽ có gồm có một trục và 2 ghim để cố định gà vịt. Và hàng chính hãng thì sẽ có một tem phiếu bảo hành Aqua Gold Thái Lan dung tích 12 lít, bảo hành 1 năm. Một sách hướng dẫn nấu ăn, một sách hướng dẫn sử dụng. Sau khi đã kiểm tra phụ kiện hoàn hảo ok thì em sẽ test chức năng của lồi. Lồi sử dụng bảng phím điều khiển cảm ứng điện tử một chạm, kết hợp 10 chức năng chiên nướng sẵn. Để tăng giảm nhiệt độ, ta sẽ có hai phím phía trái lên xuống. Đấy, nhiệt độ. Và bên phải là thời gian. Thời gian hẹn tối đa được 60 phút. Thông thường đi chiên nướng một con gà trên trục quay khoảng 1,5 kg thì sẽ chúng ta sẽ chọn chế độ chiên nướng sẵn. Đây là bật đèn. Aqua Gold 12 lít có mặt kính nhìn quan sát ở bên trong. Và chế độ quay trục roti. Sau khi chọn chế độ và chức năng cùng nhiệt độ xong thì chúng ta sẽ khởi động lồi bằng cách ấn phím ở giữa phím nguồn. Khi các chức năng chạy thì sẽ nhấp nháy. Vỏ Elox 304 rất là sang trọng, sáng bóng. Nồi chạy êm ái, đây phía trong lòng nồi. Dung tích lớn rộng để chiên nướng được vừa một con gà 3-4 kg. Để tắt nồi, chúng ta sẽ nhấn phím nút nguồn và tắt hẳn, sẽ ấn và giữ trong 5 giây. Sau đi kiểm tra tất cả mọi chức năng cùng phụ kiện của nồi chiên không dầu Aqua Gold 12 lít Thái Lan đã ok, hoàn hảo, đầy đủ, thì ngoài tem phiếu bảo hành của hãng ra thì em sẽ có thêm một tem phiếu bảo hành mực đỏ viết tay có ký tên để khẳng định uy tín, và dán trực tiếp trên lồi một tem phiếu nữa có đầy đủ địa chỉ số điện thoại để chị có thể liên hệ tư vấn bảo hành. Mọi chi tiết xin liên hệ tổng kho thành được số điện thoại 0949873111, Zalo 0972802081. Xem hàng trực tiếp tại địa chỉ Lam Sơn, Minh Cường, Thường Tín, Hà Nội.